Quý anh chị tuổi canh ngọ thân mến, để biết được số mệnh của mình trong tháng 2 âm lịch năm quý mão 2023 tới đây, gặp phải những vận hạn gì, làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được thời cơ, làm sao để đổi đời hưng vượng, chuyện mình giàu có, công việc thông thuận, tiền bạc đủ đầy, tiền lương, tiền thưởng tăng cao. Hôm nay, mình được tử vi rất vui khi gặp lại quý anh chị tuổi canh ngọ trong chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vâng, để giúp cho quý anh chị tuổi canh ngọ thất lý chi mã, biết được những điều quý anh chị cần phải làm tốt hơn và những điều quý anh chị cần phải tránh để tháng 2 âm lịch năm quý mão 2023 tới đây, có thể sẽ đốn cát xua hung lộ trình may mắn công việc hanh thông tài lộc như ý sức khỏe bình an và nếu như quý anh chị nắm bắt được cơ mệnh này thì sự nghiệp của quý anh chị có thể sẽ lội ngược dòng mà thăng hoa rực rỡ tiền bạc cứ ùn ùn kéo về không những sẽ trả sạch nợ nần mà còn có thể phất lên làm đại gia thiên hạ ai ai cũng ngước mắt trầm trò ngưỡng mộ Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Xin mời quý anh chị tuổi canh ngọ cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé. Tử vi tuổi canh ngọ, sinh năm 1990, tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023, là tuổi con ngựa, thuộc mệnh thổ, lộ bàng thổ, nghĩa là đất giữa đường, khi bắt đầu những công việc, kế hoạch lớn, người tuổi canh ngọ cần phải chọn, ngày, giờ đẹp để xuất hành. Điều đó sẽ giúp cho công việc, sự nghiệp của họ thăng tiến, và gặt hái được nhiều thành công. Số của người tuổi canh ngọ rất hợp vào, giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ, nếu xuất hành vào khung giờ hoàng đạo này, thì bản mệnh tuổi canh ngọ sẽ không phải lo lắng thất bại, dù có khó khăn cũng sẽ gặp được quý nhân phụ trợ, giúp đỡ, vạn sự như ý, thu được nhiều thắng lợi to lớn, đại cắt, đại lợi. Tổng quan tử vi tuổi canh ngọ, sinh năm 1990 người tuổi canh ngọ là những người rất năng động sáng tạo và nhiệt tình trong công việc có con mắt nhìn xa trông rộng luôn cảnh báo những khó khăn nguy hiểm phía trước giúp có những sự lựa chọn đúng đắn cho bản thân mình thời còn trẻ canh ngọ phải trải qua nhiều khó khăn thử thách và gian khổ đến khi trưởng thành sự nghiệp và cuộc sống dần ổn định hơn có lối sống rất phóng khoáng bởi vậy một số người tuổi canh ngọ thường thích hưởng thụ cuộc sống an nhàn hơn là cố gắng làm việc Họ luôn là người nổi bật giữa đám đông, với những câu chuyện thú vị của mình, điều mà canh ngọ quan tâm chú ý nhất đó chính là những thứ mới mẻ, độc đáo trong công việc, không ít những lần tính cách đó, khiến họ gặp phải khó khăn, rắc rối. Bước sang tháng 2 âm lịch năm quý mão 2023, tháng này gặp cục diện ngủ hành tương xung sẽ tác động nhiều đến cuộc sống của người tuổi canh ngọ, sinh năm 1990. Bản mệnh phải đối mặt với nhiều biến cố về tình cảm, những tổn thương khiến cho con giáp này, mệt mỏi chán trường. Bù lại, thì công việc trong tháng 2 âm lịch này khá tốt, nguyệt lệnh ở đất lâm quan, nên chỉ cần chăm chỉ, kiên trì, thì bản mệnh cũng sẽ có được thành công trong tháng này. Có nhiều sao tốt trợ giúp cho con đường công danh, hãy nắm bắt cơ hội, đón nhận sự hỗ trợ của quý nhân, để có thể phát triển tốt nhất có thể, bạn càng độc lập sáng tạo, thì cơ hội thăng quan tiến chức càng thấy rõ. Thiên ấn chiếu mệnh cho thấy, những hướng đi mới sẽ thích hợp với tuổi canh ngọ hơn việc đi theo lối mòn cũ trong thời điểm này. Và sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi canh ngọ, sinh năm 1990, trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý anh chị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023, sự nghiệp người tuổi canh ngọ, sinh năm 1990 sẽ tìm được nhiều cơ hội mới để phát triển công danh, sự nghiệp nguyệt lệnh ở đất lâm quang cho thấy, những chú ngựa hoàn toàn có thể đạt được thành công bằng chính sức của mình. Sự chăm chỉ, cần cù, giúp bạn trở nên nổi bật hơn hẳn những đồng nghiệp xung quanh, con giáp này, sẵn sàng chịu khó, chịu khổ, để hoàn thành công việc. Dù được giao nhiệm vụ khó khăn đến đâu, bạn cũng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành, nhờ thế mà bạn nhận được sự tín nhiệm của cấp trên. Thiên ấn xuất hiện, nhắc nhở người tuổi canh ngọ, sinh năm 1990, cần phải đề cao sự nhanh nhạy và sáng tạo. Nếu có thể làm được điều này thì bạn sẽ nắm bắt được nhiều cơ hội hơn để phát triển năng lực của bản thân, gợi mở được thêm những lối đi mới trong tương lai. Thiên đức quý nhân xuất hiện sẽ giúp bạn trong việc mở rộng thêm cơ hội để phát phát triển, hãy tận dụng những mối quan hệ sẵn có để tạo bàn đẩy cho mình, chớ nên bỏ lỡ nguồn tài nguyên quý giá bên cạnh nhé. Người tuổi canh ngọ, sinh năm 1990, tháng này có vận trình sự nghiệp cũng gặp phải những trở ngại nhất định do tính cách hiếu thắng, không thích bị châm biếm hay quên, không có tính nhẫn nại. Một phần nguyên nhân cũng do cá tính mạnh mẽ, khá coi trọng nghĩa khí, chỉ cần thấy chuyện chướng tai gai mắt là bạn sẽ lập tức đứng ra biện luận, tranh cãi, ngữ khí thì khá gay gắt soi mói. Điều này sẽ làm cho những kẻ tiểu nhân ganh ghét thấy chướng tai gai mắt mà cản trở vận trình, ảnh hưởng phần nào tới sự nghiệp công việc của mình. Về mặt tài vận, xét về đường tài lộc trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 này, người tuổi canh ngọ, sinh năm 1990 đang có thu nhập khá bình ổn. Tài chính ổn định, tiền bạc không phải là vấn đề cấp thiết mà bạn cần phải quan tâm trong thời điểm này. Con giáp này biết cách để cân đối thu chi của mình, nên trong tháng 2 này dường như bạn không phải đối mặt với tình trạng thu chẳng đủ bù chi, vẫn bình tĩnh để tính toán xem chi tiêu như nào cho hợp lý, bản mệnh có kế hoạch cho từng bước của mình. Những người làm công ăn lương, công nhân, công chức, viên chức, ngoàn khoản lương cứng ổn định, trong tháng cũng có thể sẽ kiếm thêm được nguồn thu nhập từ nghề tay trái, để bù đắp những khoản chi tiêu bất ngờ ngoài dự kiến, để hạn chế tiền bạc mất mát những người làm kinh doanh, buôn bán, vẫn có thu có chi, tuy nhiên nguồn thu chưa quá đột phá. Muốn tài lộc phát triển hơn nữa, thì bản mệnh tuổi canh ngọ cần phải có kế hoạch cụ thể cho từng mục tiêu, năng động, chịu khó và quyết tâm hơn nữa thì sẽ đạt được mục tiêu đề ra và làm cho bạn cảm thấy hài lòng nhé. Theo phi tinh tháng trong tháng 2 âm lịch này, bản mệnh tuổi canh ngọ nên tránh để nhiều đồ đạc bừa bãi ở góc đông nam của ngôi nhà, nên thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, thoáng đáng, sạch sẽ, để đón tài khí về nhà. Tài vận có sao kim điền xuất hiện, nam mệnh thì được người khác giới giúp đỡ, nữ mệnh cũng vậy, nhân duyên tốt đem lại tiền bạc phú quý. Cùng tài bạch được nửa kia giúp đỡ, mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ, không chỉ nhờ những vận may trời ban mà còn nhờ vào chính tinh thần phấn đấu không ngừng nghỉ của người tuổi canh ngọ, sinh năm 1990. Trong một số việc tài lộc tuy chưa thể ùn ùn kéo đến với con giáp này ngay, nhưng cứ giữ nguyên phong độ làm việc thì chắc chắn bạn sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng. Về mặt tình cảm, Bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 này cho thấy, đây là tháng Ất Mão, cho ra cục diện ngủ hành Mão Ngọ tương xung, ảnh hưởng khá nhiều đến đường tình duyên của người tuổi canh Ngọ, sinh năm 1990. Con giáp này, gặp nhiều biến động về tình cảm, có thể sẽ bị tổn thương bởi chính những người mình yêu thương, bạn không thể nào lường trước được hết những điều có thể xảy ra trong cuộc sống các cặp vợ chồng dễ mâu thuẫn xung đột về vấn đề con cái có nhiều sức ép đặt lên vai của con giáp này bạn dù không muốn nhưng cũng vẫn phải gồng mình chịu đựng trong khi chẳng được sự thông cảm của đối phương cuộc sống cần sự chia sẻ và để giải quyết tình hình có lẽ những chú ngựa tuổi canh ngọ này nên tìm thời gian để tâm sự nhiều hơn với đối phương để người ấy hiểu được những khó khăn mà bạn đang phải chịu đựng Người độc thân cảm thấy lo ngại về những biến cố, không thể kiểm soát nổi cảm xúc trong chuyện tình cảm, bạn sợ bị tổn thương khi trao đi trái tim mình nên còn ngần ngại chưa muốn mở cửa đón tình yêu mới. Về mặt sức khỏe, xem tử vi về phương diện sức khỏe của người tuổi canh ngọ, sinh năm 1990 cho thấy tháng 2 âm lịch này bạn có thể tạm an tâm về vấn đề sức khỏe của mình. Tháng này không có vấn đề gì quá lớn đáng phải lo ngại xảy ra, bạn biết tự chăm sóc cho bản thân mình và dễ dàng giải tỏa căng thẳng với những thú vui cá nhân. Tuy nhiên, cuộc sống nhiều áp lực cũng có lúc khiến cho bản mệnh thấy mệt mỏi, nên tự thưởng cho mình những chuyến đi chơi hay về bên gia đình để tìm lại bình yên cho tâm hồn. Dù còn trẻ tuổi, sức khỏe có ổn định nhưng bản mệnh tuổi canh ngọ cũng nên biết quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình, tránh làm việc quá lao lực, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý, không nên để tình trạng căng thẳng, mệt mỏi ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống nhé. Bên cạnh đó, việc đi lại cũng nên cẩn thận, tránh gặp họa huyết quang gây tai nạn, khi sử dụng các vận nhọn bằng kim loại, cũng nên chú ý để không bị thương tích gây chảy máu, ảnh hưởng đến thân thể. Nếu bạn muốn giàu có, thì quý anh chị tuổi canh ngọ nên biết 8 điều sau đây, biết sớm, giàu sớm. Có khi nào bạn cảm thấy mình là kẻ bất hạnh nhất vì không giàu có? 8 điều dưới đây sẽ giúp bạn có được cảm giác thoải mái trong vấn đề tiền bạc. Thứ nhất là, thay đổi cách suy nghĩ của bạn mọi người đều rất thích hoặc căm ghét đối với người giàu có họ cảm thấy bức xúc với những người có tiền nhưng dành cả đời để cố gắng kiếm được thật nhiều tiền cho bản thân mình tiền cũng xem như là sinh mạng là một thứ đang tồn tại khi bạn thức dậy vào mỗi sáng và đi làm bạn đang bán hàng đó là chính bạn đó là sức lao động của bạn bạn dành dụm từng đồng nuôi hy vọng cũng giống như thêm một người lao động mục đích của bạn là chứng minh cho họ thấy việc làm của bạn hiệu quả khi bạn đủ vốn để thuê nhiều người lao động tức thu được nhiều tiền hơn khi bạn thành công bạn sẽ không bán sức lao động của mình nữa. Thứ hai là sức mạnh của đồng tiền nhỏ. Có rất nhiều tấm gương làm giàu từ những số vốn rất nhỏ. Điều tất yếu là bạn có biết cách tiết kiệm cho mình để làm tăng số tiền nhỏ thành một số vốn lớn hay không? Tuy nhiên, không có nghĩa là bạn trở thành một kẻ bùng xỉn, nhưng bạn cần học bài học dù chỉ một đồng thì vẫn có giá trị. Thứ ba là tiết kiệm mỗi đồng, bạn đã tự mua tự do của mình. Đồng tiền có khả năng khiến cuộc sống bạn tốt hơn, bạn càng kiếm được nhiều tiền thì số tiền đó càng được tăng lên nhiều hơn và nhanh hơn. Bên cạnh đó, bạn kiếm được càng nhiều tiền thì bạn càng có nhiều tự do. Tự do để ở nhà chơi với bọn trẻ, tự do để được nghỉ ngơi và du lịch khắp thế giới hoặc tự do nghỉ việc nếu thật sự không thích. Nếu bạn có bất kỳ một nguồn thu nhập nào, bạn đã có thể bắt đầu vun đắp cho sự giàu có của mình ngay từ hôm nay. Thứ tư là, thay vì shopping hãy đầu tư và tích trữ tôi luôn tự hỏi mình tại sao tôi không giàu có tôi luôn cảm thấy như nếu tôi để dành tiền thì tôi sẽ chẳng bao giờ kiếm thêm được nhiều hơn câu trả lời thật đơn giản tôi hãy ngừng việc mua hàng hóa của các công ty mà bắt đầu mua chính công ty đó nhiều cuộc khảo sát cho thấy gần một phần ba thu nhập của những người giàu đều được dùng để đầu tư và tiết kiệm kết quả của việc trở nên giàu có mà đó là lý do họ giàu có thứ năm là biết khát khao học hỏi để thành công một nhà kinh doanh tài giỏi đã nói rằng bạn hãy đưa ra những đặc điểm mà bạn ao ước và không thích nhất về một thần tượng nào đó của mình sau đó hãy làm mọi thứ trong khả năng của mình để phát triển những đặc điểm bạn thích và loại bỏ những đặc điểm mà bạn không thích hãy cố gắng uốn nắn và biến mình thành kiểu người mà bạn muốn trở thành bạn sẽ tìm thấy rằng bằng việc đầu tư cho chính bản thân mình trước thì tiền sẽ bắt đầu chảy vào cuộc sống của bạn sự thành công và giàu có sẽ sinh ra thành công và giàu có bạn phải tự tìm cách của mình để đi vào được vòng tròn đó bằng cách xây dựng đội quân hùng hậu của mình từ mỗi binh sĩ một lúc và làm cho đồng tiền của bạn phục vụ cho chính bạn thứ sáu là nhiều tiền không phải là câu trả lời cho tất cả kiếm được nhiều tiền không giúp bạn giải quyết được hết những vấn đề của bạn nó sẽ giúp bạn nhìn rõ hơn và thúc đẩy mọi việc nếu bạn không đủ khả năng kiếm được đủ tiền để trang trải cuộc sống bạn được xem kẻ thất bại bởi vậy vấn đề quan trọng không phải là số tiền bạn kiếm được mà chính ở chỗ bạn học cách kiếm tiền như thế nào thứ bảy là bố mẹ không giàu có hãy thay đổi lối đi của chính bạn nếu bạn không mong muốn một cuộc sống từ bố mẹ thì đừng làm những điều mà họ đã làm bạn phải thoát khỏi tư tưởng của những thế hệ trước nếu bạn muốn có một cuộc sống khác với họ bạn cần phải đạt được sự thoải mái về tài chính và thành công dù gia đình bạn có thể có hoặc không hãy kiên quyết sẽ trả hết nợ nần hãy tìm xem những khoản nợ nào nên được trả hết trước khi bạn đầu tư hoặc những khoản nợ nào có thể chấp nhận được thứ hai tiết kiệm và đầu tư tài chính ở mức độ cao nhất theo ưu tiên trong cuộc sống của bạn một trong những phương pháp tốt là hãy đầu tư cho chính bản thân mình trước thứ tám là đừng lo lắng bạn đã chọn lựa việc xây dựng một sự đảm bảo có giá trị đừng để suy nghĩ thứ hai khác xảy ra chắc vậy nếu mỗi phút giây trôi qua bạn đang trưởng thành hơn và càng gần hơn mục tiêu cuối cùng của mình một đồng tiền rơi vào tay bạn có nghĩa là một hạt giống cho tương lai tài chính của bạn nếu bạn chăm chỉ và có nhiệt huyết, sự hưng thịnh về tài chính chắc chắn sẽ đến với bạn. Ngày đó sẽ đến khi bạn có thể trả được tiền mua xe, nhà hoặc bất cứ thứ gì khác của bạn. Cho đến khi đó, đừng quá lo lắng mà hãy biết tận hưởng cuộc sống và chiến đấu. Vâng, quý anh chị tuổi canh ngọ thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi canh ngọ, sinh năm 1990 minh đường tử vi rất mong rằng quý anh chị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình cho xã hội minh đường tử vi vô cùng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất nếu thấy hay quý anh chị đừng quên nhấn like đăng ký kênh miễn phí nhấn chuông để theo dõi và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé minh đường tử vi kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại